chùa Bà Bình Dương, sẽ đi vòng cho mọi người xem ở chùa Bà Bình Dương nha. Cổng chùa đây mình sẽ thấy có hai bảng, có hai cái cổng nhỏ, một bên là lối vào nè, còn bên này là lối ra. Đó, toàn cảnh chùa. Rồi bây giờ mình sẽ đứng vào nha mọi người nha. Đầu tiên mình sẽ thấy có cái bảng đó. Đây là khuôn viên trong chùa. Mình sẽ đi vào chùa. Sẽ có khu vực để đốt nhang. Đó. Đó, này là đốt nhang nha mọi người nha. Nhiều bác đang cầu cho một năm mới bình an và nhiều sức khỏe. Chùa Bà Bình Dương thì cái sạp trên bản đồ sẽ có chỉ đường cụ thể cho mọi người nha. À, ở đây là có khu vực ra lấy lửa ngang nè, rồi có dĩa để cho cái cây. Đây này. Hành tâm. Thông thường thì nha sẽ mua tại chùa, hoặc là nếu mà mọi người muốn thì có thể mình tự mua từ chỗ nhà mình đem lên. Thì như vậy thì có thể là nếu mà đi gọi là đi hành hương sang thì như vậy thành tâm hơn là mua tại ngay chùa cũng được đó. Mọi người có thấy không, là thắp nhang rồi mình cúng nến là đèn cây đó. Nha, đây có bảo vệ nữa nên là sẽ rất là an toàn cho những người, được nhất là khi mà chùa đông người như thế này. Thank you.
vậy là mình đã đi một vòng trong chùa Bà ở Bình Dương cho mọi người xem. Chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe và bình an. Nếu mà mọi người có thời gian sắp xếp thì mình hãy đến chùa nhất, hoặc là đến thể thì mình đến chùa Bà Bình Dương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo. Mọi người nhớ nhấn like và đăng ký để đón xem video mới nhất nha.